còn con tôm này nào là nó xẻ đôi ra rồi, không phải xẻ đôi mà nó bỏ, nó bóc vỏ ra, bắt đầu là nó làm cho mình làm sao mà nó ngon vô cùng á. Mà cái con tôm to đấy, nguyên con tôm to đã chưa đó, mà nó tái chế cho mình ngon không, trời ơi ngon tuyệt vời luôn anh. Mấy cái này là nó chín rồi đó con, có thể là chín rồi không? Lấy mấy cái này chín rồi, thử ra mấy cái này chín rồi ngon quá nè. Cái này là nó chín rồi ngon nè. Toàn là món ăn ngon không? Quá ngon. Đúng là xứng đáng cái đồng tiền bỏ ra. Ồ, đồ ăn ngon không à. Ba ơi, ba Hùng ơi, anh Chí chỉ căn đây đến để ăn thôi. Ôi ôi, ngon chưa? Đồ ăn đây ngon quá. Mai anh Chí lên đây đi ăn tiếp. Chị thăm với anh Chí, với thằng Hùng, nhà chị Liên nữa. Nè, đẹp chưa? Ngon hơn ở Sài Gòn. Ô, cái đi đùi là đùi gì đấy? Đùi con gì đấy? Con này là con, ôi trời, thịt nó mềm mềm ngon thế. Đùi con gì đấy? Con nai, con gì đấy? Anh ơi, cái này là đùi con gì anh? Đùi con bò hay con nai? Dạ, cái này là đùi heo Tây Ban Nha. À, đùi heo Tây Ban Nha. Ồ, rồi, cảm ơn. Trong cơm cô thấy là mày kia rồi. Đúng rồi, cái quầy này để cái đùi heo muối nè. Cái quầy này nè. À, đúng rồi, hết rồi, sắp hết rồi. Rồi. Đây, đúng rồi. À, cái đùi heo muối đưa vào trong thế nè. Nhìn thấy rồi kìa. Đó. Đó, đưa vào đó nó để anh ơi. Mà cắt này miếng rồi. Trời, anh coi nó đang làm cá hồi không? Cá hồi màu đỏ thằng kia đang làm kìa. Đó, cá hồi đấy, nó đang làm, nó đang chế biến đấy. Cuộc sống á. Đấy, cá hồi sống đấy. Anh thấy không? Đấy. Đấy, cá hồi sống còn đấy. Nó đang chế biến tiếp. Còn chưa? Đấy, cá hồi sống. Quân ơi, hai ba loại rồi. Loại đùi heo, đùi trâu hay đùi bê nè, còn cái đùi heo. Cái gì hai ba loại đùi cơ? Nó mọc quá trời. Đây mọc rồi. Nó mọc quá trời kìa. Mọc nhập khẩu kìa. Ngon chưa? Còn hàng cao cấp không? Con lấy hai cái lon để đi ra ngoài kia uống hiệp.
lấy hai cái lon này ra ngoài kia uống thôi. Nồi nồi à, thôi nha, ngon quá này mà thôi nò hỏi. Không nò quá, không bắt công nò quá, không nò.